laser luôn. Mình không thể làm được. Thì tất nhiên là mình cũng muốn giá nó hợp lý để mình làm. Anh phải tính đắt hơn với wax rất là nhiều cho anh. Anh đừng có so với wax. Nhưng mà tính như thế thì khách bên này nó kén lắm chị, nó lại không chịu. Nó kiểu như là nó. Đấy là bởi vì anh chưa hiểu hết cái thị trường thôi, cho anh đừng nói là khách ở đâu kén. Cái nhu cầu để mà làm lông anh nó bị đàn bà người ta khổ như thế nào để cho cái nhân chân nó nhẵn để người ta được mặc váy và cái lông á. Thì hiểu, tức là người ta muốn nhưng mà người ta nói đến vấn đề mà kinh tế thì nó lại không chịu. Chị ai cũng vậy thôi, không có tiền không có đẹp. Đúng rồi. Đấy, còn nếu muốn á. Thôi nên mà thế thì ở nhà nào? Nó tự cạo đi. Đúng rồi, nó tự cạo ra lành. Thế cho nên là siêu thị nó tự cạo thì cái lông nó lại cứng. Đúng rồi. Nhưng cái này nó làm cho cái lông nó mịn đi và nó. Da nó mịn kinh khủng luôn đấy. Như này á, một lần làm. Nhiều quá. Thì mọi người xem. Cái kia nó sạch sạch đúng. Giá cho em. Em gái ngồi lại cho chị một tấm nước ở đây thì đâu mà lông như nào? Nhưng mà là tôm này nhiều lông. Đây. Đúng rồi. Không. Không giật đâu, lau. Không giật. Lau lau lau. Sao cứ phải sợ thế? Không đau không đẹp. Muốn đẹp mà chỉ đau. Bây giờ là không đau mà lại đẹp nữa. Tí nữa cô gọi Duy Văn xuống nhé. Thấy thế nào? Lạnh hay là gì? Không lạnh. Phải gì lạnh bởi vì nước lạnh vậy thôi. Bây giờ trời mùa đông này đang tự nhiên cho tí nước lạnh lên thì sẽ nổi cái ốc thôi. Cho nước ấm ấm vào được không? Cũng được. Anh ta xong anh quét thì nó cũng sẽ vẫn là. Cái này so ăn thua gì so với nhiều thứ làm đẹp. Nhổ wax mà bôi lên lông mày này bắt đầu bán có hút người và chuẩn bị nhổ nhé, bắt đầu là có hút cả người và có người là như vậy. Nói chung là mọi người biết tiếng thì nó vẫn là cái lợi thế hơn, mình phải giải thích cho người ta hiểu cái lợi thế của nó, cái công dụng của nó, rằng là nó sẽ mọc lại rất là ít. Anh vẫn có cái lượng khách ấy, là anh bảo người ta là tốt nhất là mày phải làm từ 4 đến 6, một liệu trình của nó là từ 4 đến 6 lần. Anh bảo rằng là anh tính theo giá làm 6 lần nhưng nếu như ta trả một cục thì anh giảm cho người ta một chút. Bên kia là làm là như vậy. Nó hay bán. Sáu liệu trình như mà mày chị. Không có tiền ấy, mày muốn trả từng lần một thì ok, mỗi một lần đến mày giảm 60 chẳng hạn như đúng vậy. Nó mỗi lần nó giảm ít thì nó đỡ sót giọt hơn chứ nó giảm một cục thì chắc là khó. Bên kia là người ta hay mua nhiều lắm, bên anh những cái tiệm làm đẹp ấy, kể cả làm facial là người ta cũng bán luôn, là bán là ok, ta bán cho mày một cái là liệu trình là khoảng 10 lần điều trị caxi hay các thứ, những cái tên làm trong lòng mình nữa. Nếu như người ta trả một cục thì người ta sẽ phải trả ít hơn một chút, nhưng mà như thế thì tiệm mình lại được trả tiền một cục, còn nếu mà không thì cứ đến trả tiền từng lần, nhưng mà mày phải đảm bảo cho ta là mày làm từ 4 đến 6 lần. Và sau đó một năm thì người ta chỉ cần quay lại mình khoảng 3 lần. Nghĩa là 3-4 tháng lại đến, kể cả không thấy lông nhá. Ví dụ cánh tay bây giờ đang rất là nhiều, lần sau mày quay đến mày chỉ còn khoảng chục cái lơ thôi, nhưng vẫn phải làm 2-3 tháng mày vẫn phải để cho tao làm lại cho mày một lần nữa, là đảm bảo để cho nó không có mọc lại nữa. Thì là mày vẫn có những cái khách đấy nữa mà anh. Được con mấy chút quá nhiều lông mình ra đây.
3 phút ấy. Có 3 phút thôi bắt đầu rồi đấy. Chị để khoảng 1 phút nữa thôi. 2 phút nữa thôi. Anh kia lúc nãy phải lâu hơn nhiều. Em này nó đã ra đen rồi này. Nó tùy thuộc vào cái lông của mỗi người, lông tơ hoặc là lông dễ. Thế thì em mới dặn rằng là đặc biệt là phải lông đàn bà mà anh nó chỉ là lông tơ mỏng như này. Không được bỏ đi, mình phải ở đây mình thường xuyên là mình lấy. Lúc nào phải để cho nó ẩm đúng không? Mình phải kiểm tra người ta. Em này là em lúc đó em pha nó hơi bị loãng, nó vẫn còn ẩm, em không cần phải làm gì hết. Nếu mà theo cái công thức mà xịt nước thì tốt nhất là pha cho nó ẩm lên một chút, mình quét làm 2 lần thì chắc tốt hơn. Không, tức là không lắm quá. Nói chung là bao giờ cũng thế, em cứ vừa làm vừa giải thích cho nhiều nói, em không có tập trung lắm rồi nó không đau. Mình có khách mình một mình với khách mình chú tâm hơn nên nó ấy hơn một chút. Em pha hơi bị loãng. Loãng quá. Lâu người ta ăn nó gầy cũng như thế, lâu anh nhìn ở đây của em này nó có 4 phút rồi nó đi hết rồi thế này. Đó, em thấy như thế. Sao không? Ừ, sợ đầu. Gì em này? Không dũng cảm. Đấy, không dũng cảm gì cả. Thấy chưa? Anh làm còn nhẹ hơn. Em vừa cạo anh hơi mạnh lên, nói thật. Đúng thật, em hơi mạnh lên là rát quá. Cạo anh hơi mạnh lên nhìn em này đấy. Em lấy một tí để cho nó ra hết rồi biết tận. À, bây giờ em lại giục chị là cạo mạnh nhá, đấy thấy chưa? Đấy, hết chưa? Vừa lấy là em hơi mạnh tay với anh kia một chút. Em cứ mải nói. Mải mấy cái da của anh nó là cứng. Đấy, em này là... Da đấy là da trâu. Em cực kỳ là nhẹ tay luôn. Đấy, em lấy em lượn cho anh em. Không còn đồ đâu hết. Kiểu gặt mạnh lắm bất cứ hết ở dưới cũng không thể nó cháy hết mà. Nó làm gãy phủ hết cái lông này. Bố tí nữa lại xịt phần xuống. Đưa ra em cầm cho, đi đi. Thế rồi, thế rồi. Không quay mặt, đừng quay mặt, thế quay tay thôi. Ở tiệm mọi người chỉ dùng chai nước xịt thôi cũng được, nó đỡ tốn. Đấy, hết sạch chưa? Rồi cô này rồi, cô lại sẽ nghĩ rồi. Anh ơi, lúc nãy em mải nói em muốn chưa mượn cái tay của anh, đáng nhẽ là em còn phải chụp ảnh trước và sau nữa nha. Ui, chị phải cho lên tận trên này. Thế này nó lại hở đi lông ra. Tiết kiệm miễn phí chỉ cho thế thôi. Tiết kiệm miễn phí. Miễn phí chỉ cho đến thế thôi. Em còn thế nào có lông không chị bảo chị? Đấy, như những cái chỗ này đằng sau này nó mỏng hơn à. Thì em không cần phải cạo luôn, em chỉ cần lau cần cái giấy này em lau rồi nó đi luôn nhá. Trời ơi, em cứ mải nói em không dùng cái... Có đau không? Đấy, mà nói tiếng Tiệp luôn đi, chẳng may ai ta không hiểu tiếng Việt thì ta xem. Cứ sợ đau. Này, thế em có muốn rằng là tay em hàng ngày nó nhẵn như này không? Làm nào để lỗ chân lông của bé này có cái này nó trị luôn cả cho những cái người bị viêm lỗ chân lông nhá. Bây giờ là em đang làm, em đang trị cho cái đứa cháu em mà rất nhiều người bị cái tình trạng ở đằng sau hai cái bên cánh tay này. Nó vâng. Em bôi cái này lên và em cạo, nó có những cái bị lỗ chân lông mà nó viêm lỗ chân lông nguyên nang lông mà nó không bật được ra, nó bị tắc ở trong đấy thành ra nó cứ nổi sần lên và nó rất là ngứa và xấu á. Con gái thì rất là xấu, một con trai đấy em đang trị cho cái đứa cháu em 3 lần rồi đấy. Mỗi một lần. Vâng. Mỗi một lần anh bôi lên và anh lau đi là anh thấy nó mịn hẳn so với cái lúc. Đây giống như cô bán hàng. Đấy, đúng chưa? Giống cô bán hàng. Đấy, nhìn thấy chưa? Cô bán hàng có muốn là hàng ngày tay được như này không? Mùa hè đúng không? Trắng gì mà trắng sáng thế? Bao lâu thì nó được như thế này? Chết rồi. Đây em mới để có mấy phút thôi chị. Tùy theo, lông tơ hoặc là lông dễ. Anh nhìn đẹp không? Đấy. Không quá đỏ, thì nó không đụng thấy thôi. Không gì hết. Okay, bây giờ lăn đi, là để chị bôi cho em cái này một chút. Tay của anh chạm vào camera. Cái này là để cho nó làm dịu da xuống nhá. Vừa đấy là mình làm mình tăng cái độ kiềm lên.
Không có gì hết, anh điệu lắm. Sao còn đủ đắt thế nhỉ? Anh điệu lắm. Ghét em sao thì cho em đắt thế. Thấy chưa, em lấy da mỏng như này mà còn kêu không thấy cảm giác gì luôn. Tay giờ như tay em bé. Đấy, mình cái da bắt đầu bé bao lâu thì nó lại bọc lên. Chị ơi, em nói nhưng mà khoảng thời gian đầu là bắt đầu là mình bảo với khách là cứ 2 tuần làm 1 lần, 2 tuần làm 1 lần nhé. Sau khoảng 3 lần đầu thì bắt đầu là tháng sau lại làm 1 lần thì sẽ nhìn thấy là nó mọc chưa lăn gì. Đây bây giờ nó chị sẽ mọc càng ngày càng ít. Cái này sạch phẩm này mình mua vẫn lắm đây, rất là ít và sau nó mọc ít nó mới mát. Mát lạnh luôn không có cả. Thấy vừa xịt lên vào nó hơi lăn tăn vậy. Đấy. Đấy, nó là bình thường mà đấy là phản ứng hóa học không có sao hết, mọi người không có lo thì giải thích với khách là như vậy. Nhưng mà tại vì cái nào của mình này làm sao để bình thường mấy trăm euro làm sao để cho nó xuống tận dưới chị nếu mà em là khách hàng em phải làm sao nó xuống tận dưới thì đây bây giờ cái này là nó hết trên toàn bộ hết trên cái lông trên bề mặt của em rồi nhá đúng không, thì là nó có cái chai này nó có tác dụng là giết hết tất cả những cái lỗ trên lông, những cái nang lông để cho nó chậm không cho nó mọc lại nữa, hạn chế không cho nó mọc lại nữa. Ví dụ như là em chịu khó mà em làm đều á thì là em sẽ thấy rằng là nó sẽ còn mọc lại chỉ lưa thưa vài sợi thôi chứ nó sẽ không kín như lúc trước của em nữa. Anh em quay cho em cái chụp của em cứ mãi nói đừng cho em lên mạng nhé. Nhiều không chị quay tay thôi chứ chị đâu có quay, chị quay tay quay chân mà. Chắc cái này nó khô đấy mà. Kêu chuyện bình thường là cái nhựa. Nó bị rát rát một chút. Vậy cái này em chuyên môn em mang đi em làm tay gái bị vẫn còn một tí cái bột nó hơi lớn. Wow, một chút ăn luôn. Làm lốt tay kia gì? Nghĩa một tay... đấy, bây giờ anh quay lại nhá, đấy nhìn đẹp không? Em gái này không cảm giác gì luôn, em gái này không thấy nói không có gì luôn. Thì em mới nói là tùy cái nồng độ kiềm ở trên da của mỗi người và mỗi một người cơ thể mình thích, nhưng mình đảm bảo mình giải thích với khách thôi, rằng là nếu như người ta có thấy nó hơi sốt một chút là không sao. Nói chung là so với cái quát kia thì nó hơi nhiều hơn nhiều. Kiềm nó giật đỏ hón này. Giật đỏ. Giật. Nếu mà giật cả cái cánh tay này đau lắm. Giật đến đâu biết đến đấy. Có chị sẽ phải chụp hai tay. Nói chung là cái sản phẩm của chị này là thấy nó cũng hoàn hảo, thế nhưng mỗi cái về cái giá thành là nó hơi căng thôi. Tại vì mình phải điều chỉnh giá bên này. Đúng rồi đấy. Trắng hơn hẳn đấy. Tưởng tượng là làm mặt nhá, làm mặt xong thì nó thích như thế nào? Làm mặt đấy, mỗi người phải có cái sở làm cho cái mặt gì? Làm được hết, chị làm tất cả các khu vực đây. Em đang làm mẫu cho các em này, làm tay. Chị làm bikini, làm mặt, làm chân. Chỗ nào cũng được, làm được cái chỗ nào nhiều nhất thì ta diễn trước đúng không? Vâng, thì làm khu vực to thì giá tiền nhiều, làm khu vực nhỏ thì giá tiền ít chị. Kể cả tóc nữa, ông nào muốn. Đấy. Hay làm cho cái để giống máy nhỉ? Đỡ phải cắt. Hỏi lên luôn. Anh đang quay live thế à? Quay live tập trung vào chuyên môn nhá. Không tán gẫu. Hả? Không phải là chị nào không? Không. Có quay thì chỉ có quay tay em thôi, làm sao em phải lo đấy. Tay thôi. Okay, cho chị xin hai cái tay để chị quay, là cho chị chụp mấy. Đấy. Trời ôi, một bên trắng bóc một bên. Này, đấy, nhìn thấy chưa? Nó nhìn cái màu của da nó đã khác không? Chứ em không nói là... Cái áo này mới cao lên, nhìn cái chỗ đen mới biết được. Đâu, hai bên tay thì nhìn thì biết là gì. Đúng rồi, một bên trắng, một bên đen là đúng rồi. Đấy, mình sẽ đè vào là một bên điều trị, một bên không. Nói chung là hiệu quả. Hả? Ừ, before, after, trước và sau. Đúng rồi đấy. Cái này có hoặc là mình đẹp không? Cái găng tay này có bột hả anh? Có đúng rồi. À. Ờ, anh Thái à? Hả? À? Cái này làm thì bây giờ em tự làm được. Cosmetic được. Dạ. Cosmetic. Chứ bây giờ lại phải làm bằng nữa. Em ơi em cứ biết rằng là chị sẽ cấp bằng cho em. Có bằng của châu Âu luôn. Nhưng có mất tiền không hay không? Không em, đấy là nó còn bao gồm luôn là em khi em mua một cái bộ sản phẩm này nó bao gồm luôn, nó có sẵn sàng cho em.